Trước khi diễn ra ngày hội non sông, toàn quốc đã có 16 tỉnh, thành phố có các khu vực bỏ phiếu được phép tiến hành bầu cử sớm. Công tác chuẩn bị cũng như bầu cử sớm tại các địa phương này đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Là địa phương chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, ngày 22 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bầu cử sớm cho gần 3.400 cử tri là lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và các cử tri thuộc diện F1. Công tác bỏ phiếu đã diễn ra an toàn. Bên cạnh đó, tại các địa bàn xa xôi, giao thông hiểm trở, công tác bầu cử sớm cũng được tiến hành bảo đảm kế hoạch. Tôi rất vinh hạnh và như được cầm lá phiếu trên tay và bầu ra những người có đức, có tài. Bà con nhân dân ở các vùng bầu cử sớm từ các xã vùng sâu vùng xa cũng đã rất là nghiêm túc trong cái việc đi bầu cử. Toàn thể bà con nhân dân cũng như là hội đồng bầu cử, tổ bầu cử cũng đã giữ nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch. Cũng là địa điểm được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý việc bầu cử sớm, tại các vùng hải đảo xa xôi, công tác bầu cử cũng diễn ra thuận lợi. Chúng tôi là những người dân sống xa đất liền, rất vinh dự được bỏ phiếu trước ngày bầu cử một ngày. Nên bà con trên đảo vào như bản thân tôi là rất là háo hức và phấn khởi. Và trước ngày hội của toàn dân, cơ bản là cử tri của các cơ quan đơn vị, ngư dân, khách vãng lai đã đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng và đã thực hiện cái việc bầu cử của mình. Tại các địa phương có nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, mặc dù công tác vận động bà con đi bầu cử gặp nhiều khó khăn, nhưng đến ngày bầu cử sớm, không khí đã trở nên rộn ràng, người dân đều hồ hởi, phấn khởi, thực hiện quyền công dân của mình. Phải chọn người tốt đức tài, phải hướng dẫn cho dân, dân để làm như làm rẫy, làm ruộng, làm nà, để mà phù cho dân, xóa độc đói, giảm độc nghèo. Chúng tôi yêu cầu các cái tổ, các cái điểm bầu cử của chúng ta là đều phải có các cái phương án. Và trên cơ sở các phương án đó, chúng ta phải có tập dượt trong thực tế. Nếu xảy ra phương án nào thì chúng ta phải chủ động và ứng phó. Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại tất cả các điểm bầu cử trên toàn quốc, công tác bầu cử sớm tại 16 tỉnh, thành phố đã diễn ra thuận lợi và thành công, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phòng chống dịch hiệu quả.